Đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi mà ở nhà hướng Bắc mà chúng ta muốn kích hoạt bán mảnh đất hay bán một căn nhà được thuận lợi hơn anh chị có thể áp dụng kích hoạt cung vị dịch mã của hướng nhà này nằm tại cung Tây Bắc ở vị trí này. Sau khi đã xác định được rồi thì anh chị có thể đặt một tượng phi mã di điền ở vị trí cung Tây Bắc của hướng nhà này. Ví dụ là đặt ở vị trí này. Thì khi mà chúng ta đặt tượng phi mã di điển ở đây thì sẽ giúp cho cái việc mà anh chị bán cái mảnh đất hay bán cái căn nhà hướng Bắc này nó sẽ trở nên rất thuận lợi và hành thông. Anh chị có thể tham khảo cách kích hoạt này nhé. Đối với 3 tuổi tị dậu sửu khi ở hướng nhà Tây Bắc chúng ta muốn bán cái mảnh đất hay căn nhà này được thuận lợi hơn thì anh chị có thể áp dụng kích hoạt cung dịch mã nằm ở vị trí chính vị trí hướng nhà nhà mình này. Đấy, đối với tuổi 3 tuổi này mà ở hướng nhà này thì đây chính là cung dịch mã. Khi mà muốn bán cái mảnh đất hay căn nhà này được thuận lợi hơn anh chị có thể áp dụng bằng cách là kích hoạt lên đặt một tượng phi mã di điền ở vị trí vị trí này đúng là vị trí cái hướng nhà của nhà mình ấy để giúp cho cái việc chúng ta muốn bán một cái mảnh đất hay bán một cái căn nhà này sẽ được trở nên thuận lợi và anh trọng hơn anh chị có thể tham khảo nhé đối với 3 tuổi tị dậu sửu khi ở hướng nhà tây nam thì cung dịch mã sẽ nằm tại cung tây bắc sẽ nằm ở vị trí này anh chị hình dung ở đây là cái mảnh đất ấy. chúng ta sẽ chia làm 9 ô thì nó sẽ nằm ở cái ô phần giữa giữa này. Đấy, thì khi mà xác định được cung dịch mã này rồi thì anh chị có thể kích hoạt bằng cách đặt một tượng phi mã di điền ở vị trí cung vị này. Để giúp cho cái việc quá trình chúng ta muốn bán cái mảnh đất hay bán một cái căn nhà được trở nên thuận lợi và hanh thông hơn. Thì anh chị có thể tham khảo nhé. Đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi mà ở nhà hướng Tây thì muốn kích hoạt cung dịch mã thì anh chị có thể kích hoạt tại cung Tây Bắc nằm ở vị trí này. Đây chính là cung dịch mã đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi ở nhà hướng Tây anh chị đặt một cái cái tượng phi mã di điền ở vị trí cung vị này để giúp cho cái việc chúng ta muốn bán một cái mảnh đất hay bán một cái căn nhà được trở nên thuận lợi và anh trông hơn như thế này. Đối với mảnh đất anh chị có thể chôn âm xuống hoặc là căn nhà thì chúng ta có thể đặt nổi. Đây là một trong những cách kích hoạt trong phong thủy anh chị có thể tham khảo nhé đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi ở nhà hướng Nam thì làm thế nào để có thể kích hoạt cung dịch mã đối với trường hợp như này thì cung dịch mã đối với tị dậu xỉu khi ở hướng Nam ấy, thì sẵn nó nó sẽ nằm ở cái vị trí cung vị này đây chính là cung vị dịch mã hay còn gọi là cái cung vị là cung Tây Bắc anh chị có thể kích hoạt cung vị dịch mã này lên bằng cách đặt một tượng phi mã di điền ở vị trí cung vị này để giúp cho cái việc là chúng ta bán cái mảnh đất hay bán một căn nhà này được trở nên thuận lợi và hanh thông hơn thì anh chị có thể áp dụng cách kích hoạt này nhé. Đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi ở nhà hướng đông nam thì cung dịch mã sẽ nằm ở vị trí cung tây bắc tức là nằm ở cái vị trí này. Thì trong trường hợp anh chị muốn kích hoạt cung vị này lên ấy, anh chị có thể đặt một tượng phi mã di điền tại vị trí cung vị này để giúp cho cái việc là chúng ta muốn bán cái mảnh đất hay bán một cái căn nhà ở cái nhà hướng này được trở nên thuận lợi và hành thông hơn thì anh chị có thể tham khảo cách kích hoạt này nhé. Đối với 3 tuổi tị dậu xỉu khi ở nhà hướng Đông Bắc thì cung dịch mã sẽ nằm tại cung vị Tây Bắc có nghĩa là sẽ nằm ở cái vị trí này. Thì để mà kích hoạt cung vị này được tốt hơn giúp cho cái việc mà chúng ta muốn bán nhanh một cái mảnh đất hay bán căn nhà anh chị có thể đặt một tượng phi mã di điền ở cung vị này thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái việc là anh chị muốn bán cái mảnh đất hay bán một cái căn nhà như này anh chị có thể tham khảo áp dụng cách kích hoạt này nhé đối với 3 tuổi tỵ dậu sửu khi ở nhà hướng đông thì cung dịch mã sẽ nằm tại cung tây bắc có nghĩa là sẽ nằm ở vị trí này sau khi anh chị xác định được cung dịch mã rồi thì anh chị có thể đặt một tượng phi mã di điền ở cung dịch mã đối với nhà hướng đông để giúp cho cái việc chúng ta muốn bán nhanh cái mảnh đất hay bán cái căn nhà được trở nên thuận lợi và hanh thông hơn anh chị có thể áp dụng cách kích hoạt cùng dịch mã như này nhé